Chibu được Phan Trung vây kín, còn Tạ Na bật khóc tại sân bay sau vòng công diễn thứ 3 của Đạp Gió 2023. Trong khi Chibu được các fan Trung Quốc săn đón, thì Tạ Na, một trong các MC có nhiều tai tiếng nhất nhì Trung Quốc, bị cộng đồng ghẻ lạnh. Sau khi kết thúc vòng công diễn thứ 3 của chương trình truyền hình thực tế Đạp Gió 2023, Tạ Na, một trong các MC có nhiều tai tiếng nhất nhì trong cộng đồng giải trí Trung Quốc, đã xuất hiện tại sân bay và không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc khi thấy các fan đứng chờ và ủng hộ cô. Tạ Na đã gặp phải một làn sóng phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng sau những tập đầu tiên của chương trình, khi nhiều người cho rằng cô không đủ tài năng và diễn lố. Cô cũng đã bị chỉ trích vì muốn chiếm spotlight của đồng đội. Ngoài ra, có thông tin cho biết trong vòng công diễn thứ 3 được quay hôm 22 tháng 5 vừa qua, Tạ Na đã không còn năng nổ và hoạt bát như trước do lo sợ bị cư dân mạng chỉ trích. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những phản ứng tiêu cực đó. Nhiều fan đã đứng ra bên vực Tạ Na, cho rằng cô là một MC tài năng và thật sự đam mê nghề. Họ cũng cho rằng cô đã bị chỉ trích quá đà và không công bằng. Được biết, team Chibu hợp tác với Lisa Măng Tử và Ngô Thiến trong vòng công diễn 3 để giữ tấm vé quyết định vào vòng sau của chương trình Đạp Gió 2023. Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Weibo, gây ra sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sự xuất hiện của hai thành viên mới này cũng khiến cho cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Thông tin này đã khiến cho cộng đồng không khỏi hoài nghi về khả năng của Chibu và đội hình của cô trong vòng này. Nhiều người tin rằng Chibu sẽ dừng chân ở tập này và không thể tiếp tục vào vòng sau của chương trình. Mặc dù màn công diễn 3 không được thành công cho lắm và điểm số tương đối thấp, nhưng Chibu vẫn cho là đã vào được vòng sau do điểm số cá nhân rất cao. Quay trở lại với Tạ Na, sự việc này đặt ra câu hỏi về tác động của cư dân mạng đến giới giải trí Trung Quốc cũng như show Tỷ Tỷ Đạp Gió. Việc chỉ trích và phản đối trực tuyến có thể gây áp lực và ảnh hưởng đến tinh thần và sự nghiệp của các nghệ sĩ. Họ có thể cảm thấy bị đe dọa và không tự do trong công việc của mình. Chúng ta cần có một cách tiếp cận khác để đánh giá các nghệ sĩ, không chỉ dựa trên những lời bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Chúng ta cũng cần có tình cảm và sự ủng hộ đối với những người cống hiến cho nghệ thuật.